Hành vi sản xuất, tiêu thụ thuốc giả, thuốc kém chất lượng là siêu lợi nhuận, nên nhiều đối tượng, cơ sở làm ăn bất chính đã bất chấp kiếm lời bằng mọi thủ đoạn, trà trộn các sản phẩm thật giả, kém chất lượng, gây khó dễ cho lực lượng chức năng, lợi dụng thói quen mua thuốc không kê đơn của một bộ phận người dân để tiêu thụ. Không theo cái số đăng ký gì cả, mà tự sản xuất ra một cái mặt hàng nào đấy. Thế xong cái hàng đấy thì nó nhái theo cái của cái mặt hàng khác, nhưng nó tên không đúng cái tên này. Thế toàn bộ các cái sản phẩm đó, ví dụ như Vinaca rồi, thì nó không theo một cái tên thuốc nào hết, và người ta tự sản xuất ra. Và cái đó người ta xác định cũng là cái giả thuốc giả, hoặc là cái thực phẩm chức năng giả, hoặc là một cái sản phẩm về cái hàng giả. Hành vi sản xuất, buôn bán thuốc giả theo quy định của pháp luật sẽ bị xử lý theo Nghị định 185 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi ích người tiêu dùng. Nếu hành vi nghiêm trọng, sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 157 Bộ Luật Hình sự sửa đổi bổ sung năm 2009. Theo các chuyên gia, dù luật đã quy định nhiều chế tài xử lý, nhưng vẫn cần phải có những hình thức xử phạt thật nặng đối với sản phẩm làm giả là thuốc. Nhất là với các trường hợp thuốc giả không có thành phần gây nguy hại sức khỏe nhưng cũng không có chức năng chữa được bệnh, chỉ bị xử phạt hành chính là không thỏa đáng. Thuốc và các cái dụng cụ, các thực phẩm, các cái đồ đạc mà nó giả thì nó khác, hai cái ảnh hưởng nó rất khác nhau. Nếu bây giờ người ta bị nhiễm khuẩn, bị viêm phổi, nhất là các cháu bé viêm phổi, mua phải kháng sinh giảm thì chỉ cần 2-3 ngày là bệnh nó tiến triển rất nặng, thậm chí có thể tử vong. Nó ảnh hưởng đến bao nhiêu phần trăm sức khỏe thì bị hình phạt này, bao nhiêu phần trăm sức khỏe thì hình phạt khác. Cái chuyện đó cũng rất khó. Ai đánh giá cái tỷ lệ phần trăm mà ảnh hưởng? Trong quá trình xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy định trong tương lai, kể cả cái sửa đổi, bổ sung của cái Bộ Luật Hình sự, thì cái ý là về cái tội mà liên quan đến làm thuốc giả thì có lẽ cũng là được xem xét, cũng là một cái tội danh, đảm bảo cho cái sức ngăn đe của nó, răn đe và bảo đảm cho cái sức giáo dục, thuyết phục nó sẽ cao hơn. Kiếm lời trên sức khỏe của người dân là một hành vi không thể chấp nhận. Thế nhưng những vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc giả, thuốc kém chất lượng lại ngày một nhiều. Phải chăng hình thức xử lý những đối tượng này vẫn chưa đủ sức răn đe?